Thưa quý vị, từ hôm qua cho đến nay, dư luận xôn xao trước thông tin 200 cán bộ y tế bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội xin nghỉ việc. Và chưa dừng lại ở đó, cho đến tối ngày hôm qua lại xuất hiện thêm thông tin trên mạng rằng giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đang phải tiếp nhận điều tra và thậm chí là bị bắt. Ngày hôm nay, phóng viên chúng tôi VTC14 đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thực hư về thông tin này. Thưa các bạn, liên quan đến thông tin là giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt để điều tra, cũng như là hàng loạt cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện này thì đã xin thôi việc trong khoảng 1 năm trở lại đây. Ngày hôm nay thì trao đổi với VTC14, lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai khẳng định là đây là những thông tin hoàn toàn không đúng sự thật. Trước hết thì giáo sư Nguyễn Quang Tuấn thì vẫn hàng ngày làm việc trực tiếp với các cán bộ nhân viên của bệnh viện, cũng như là đưa ra các cái chỉ đạo thường xuyên. Ngoài ra thì giáo sư cũng vẫn có những tham gia các cái đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế và không có bất cứ cái gián đoạn nào trong công việc. Trong khi đó thì liên quan đến thông tin là hàng loạt nhân viên y tế của bệnh viện nghỉ, thì bên phía bệnh viện xác nhận là từ đầu năm 2020 đến nay thì đã có 221 nhân viên xin nghỉ việc. Trong số này thì có những người là bác sĩ điều dưỡng và có hơn 100 người là làm việc tại các cái đơn vị cung cấp dịch vụ và hệ thống nhà thuốc. Tuy nhiên là từ tháng 1 năm 2020 đến nay thì bệnh viện cũng đã tuyển mới và ký hợp đồng mới với 506 người. Trao đổi phóng viên VTC14 thì một số cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết là họ cũng có nghe được những cái thông tin trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, và họ thấy là những cái thông tin này cũng không chính xác và tâm lý của họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin này, và họ sẽ quyết định gắn bó với bệnh viện trong thời gian sắp tới, bởi vì đã có những người mà đã công tác tại bệnh viện hàng chục năm rồi, họ đã trải qua cùng bệnh viện rất nhiều những cái giai đoạn khó khăn ở trước đó. Thưa quý vị, nhà tôi 3 đời chị sỏi mật sỏi ngay cho tôi vào số điện thoại, cam kết chị rất ngay. Đó là một trong những đoạn quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội YouTube thời gian qua. Nhóm người bán thuốc gia truyền trên mạng xã hội còn quảng cáo khả năng điều trị đủ loại bệnh như là gan, thận, thấp khớp, thần kinh, vô sinh hiếm muộn với cụm từ quen thuộc là nhà tôi 3 đời trị bệnh. Tin vào các thần y, thuốc nam trên mạng xã hội đã không ít người mua và phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là những trường hợp chỉ muộn vài phút nữa thôi là sẽ ngừng tim. Vậy làm thế nào để không còn những trường hợp phải nhập viện đáng tiếc như thời gian vừa qua? Chia sẻ vấn đề này của chúng tôi có mời tới trường quay ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Chào anh, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng tôi. Thưa bác sĩ, thời gian vừa qua thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận những cái ca ngộ độc thuốc nam và bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng như thế nào ạ? Có bệnh nhân nào là nạn nhân của thần y 3 đời hay không ạ? Vâng, chúng tôi thì không phải là giai đoạn gần đây mà từ rất là lâu nay rồi chúng tôi thường xuyên tiếp nhận những cái bệnh nhân như vậy. Và cũng không phải là chỉ có thuốc nam không đâu, mà có đủ các cái biện pháp điều trị gọi là bất thường, vâng. Nó không thông thường mà người ta truyền miệng, hoặc là một số cái người ta quảng cáo ra để người ta lôi kéo những người bệnh người ta sử dụng và dẫn đến hậu quả nhiều trường hợp rất đáng tiếc. Vâng, tại sao chúng ta đã cảnh báo rất nhiều rồi, chúng ta cũng có rất là nhiều những cái hoạt động để tuyên truyền rồi, nhưng mà tại sao vẫn nhiều người tin vào những cái lời quảng cáo như vậy ạ? Vâng, đối với những người mà bị mắc các cái bệnh mãn tính ấy, thì đôi khi có những cái bệnh mà người ta phải chung sống cả đời. Nếu như mà người ta tuân thủ tốt quá trình điều trị thì họ sẽ giữ được cái sự ổn định của bệnh tật và người ta sống khỏe mạnh cho đến tận cuối đời. Thế tuy nhiên cũng rất nhiều người là vì phải theo các cái chương trình kiểm soát điều trị hoặc là phải uống thuốc kéo dài, người ta cảm thấy mệt mỏi và người ta hy vọng rằng có một cái biện pháp thần diệu nào đó mà chỉ cần dùng một lần hoặc là một đợt thôi là người ta khỏi dứt được, thì người ta rất là mong muốn như vậy. Và các cái quảng cáo như thế nó đánh đúng một cái tâm lý đó, khiến cho họ đôi khi họ chỉ nghĩ đơn giản là mình thử một lần xem nó thế nào. Vâng, tức là đây một phần nó rất lớn, nó là cái tâm lý sốt ruột của người bệnh. Vâng. Hoặc cũng có thể nói là người bệnh thì gọi là có bệnh vái tứ phương ấy, đúng không anh? Vâng, tôi nghĩ không phải là có bệnh vái tứ phương, là vì họ không dũng cảm để mà chấp nhận cái thực tại của mình, là có những cái thứ mà mình phải chung sống với nó cả đời. Vâng. Và trong những cái tháng vừa rồi thì liên tục ở trên các kênh YouTube hay là mạng xã hội thì xuất hiện các cái video quảng cáo nhà tôi 3 đời chữa bệnh này, đảm bảo khỏi 100% các bệnh này. Khi xem xong những cái video đó thì bác sĩ nghĩ như thế nào ạ? Vâng, và có cái loại thuốc nào nó kỳ diệu như thế thật hay không ạ? Tôi thấy nó có nhiều cái điều nó rất là buồn cười. Ví dụ như là khi mà dịch COVID-19 xảy ra thì có rất là nhiều người cũng lại quảng cáo là họ chữa được cả COVID-19, trong khi cái số bệnh nhân COVID-19 ấy, tôi nghĩ là trong cả nước Việt Nam chắc chỉ được có trên dưới 100 bác sĩ là được tiếp cận, được biết cái bệnh nhân ấy nó thế nào.
Thế nhưng mà họ, những cái người như thế thì chắc chắn là không bao giờ có cơ hội nhìn thấy một bệnh nhân COVID thực sự bằng xương bằng thịt như thế nào cả, nhưng họ vẫn cứ quảng cáo như vậy, hoặc là có rất là nhiều những cái bệnh lý khác cũng tương tự như vậy. Thế và điều thứ nhất, điều thứ hai là gì? Khi mà nếu như có một cái phương thuốc nào đấy mà nó cực kỳ hữu hiệu thì chắc chắn là từ nhiều đời nay sẽ được truyền lại từ đời nọ đời kia. Ví dụ như các cái trước đây chúng ta có những cái cuốn sách, những cái bài thuốc rất là quý từ thời cụ Tuệ Tĩnh hay là cụ Hải Thượng, nó cũng để lại và nó vẫn truyền cho đến bây giờ. Thế thì không có một cái lý do gì có một cái bài thuốc hiệu quả đến 100% mà truyền trong vòng 3 đời mà những người khác người ta lại không biết, lại không được ghi nhận. Vâng, và y học thì nó đã phát triển rất là xa rồi. Chẳng nhẽ lại các y bác sĩ, các tiến sĩ, giáo sư không ai biết được những cái phương thuốc đấy hay sao? Nó có một câu chuyện rất là nổi tiếng như thế này. Có một cái bài thuốc điều trị sốt rét từ thời Đông Tấn, tức là cách đây hơn 1.000 năm để lại. Và các cái bác sĩ hiện đại bên Trung Quốc người ta đã tìm hiểu, người ta nghiên cứu đó và nó ra là cái chế phẩm là một cái thuốc điều trị sốt rét rất là tốt bây giờ và được họ được tặng thưởng giải thưởng Nobel. Thế điều đó có nghĩa là gì? Là nếu như có một cái phương thức kỳ diệu nào như thế thì các cái công ty dược, những các cái nhà khoa học người ta sẽ tìm tòi và người ta sẽ phải tìm ra rằng cái hoạt chất của nó là cái gì và người ta chuyển nó trở thành một cái sản phẩm mà thương mại hóa rất là tốt rồi. Ví dụ dễ sử dụng. Ví dụ như là trong lịch sử có rất nhiều loại thuốc như thế. Các cái loại thuốc sốt rét như là quinin, như là artemisinin nó đều xuất phát như vậy. Và cũng nhiều loại khác cũng tương tự như vậy. Chúng ta cũng không thể phủ nhận được những cái giá trị của đông y đúng không ạ? Vâng, thế tuy nhiên là người tiêu dùng hay là người bệnh cần phải tỉnh táo và thông minh trong cái trường hợp mà chúng ta lựa chọn trao gửi sức khỏe của mình cho ai. Và theo những cái quảng cáo thầy lang ba đời trị bệnh đang lặp đi lặp lại hàng ngày với cái mật độ thông tin dày đặc như thế thì liệu nó có thể tác động được đến tâm lý của người xem, người bệnh hay không? Tôi nghĩ rằng nó rất tác hại ở cái chỗ là gì? Người bệnh đôi khi người ta cũng không tin hoàn toàn, nhưng người ta nghĩ rằng mình thử một lần may ra thì được. Và đôi khi có những người đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình qua những cái lần thử như vậy. Thế hoặc là gì? Chúng ta cũng có một cái tâm lý là gì? Tôi cùng nắm được mua một lần thử một lần cũng chỉ mất một vài trăm nghìn. Thế nhưng mà ví dụ như 1.000 người thì cái số thiệt hại nó lên một vài trăm triệu rồi. Đấy là chưa nói cái chuyện là những cái thiệt hại về sức khỏe, hoặc là thậm chí là có những người tin tưởng theo những cái bài thuốc thế, hoặc là thử theo những cái bài thuốc như thế mà bỏ những cái thuốc đang điều trị hiện tại một cách có hiệu quả. Thì họ sẽ phải đối mặt với cái nguy cơ nó diễn biến xấu đi và cái tổn hại về sức khỏe, về sinh mệnh nó sẽ rất là lớn. Vâng, nhất là với cái tâm lý là người ta nói một cách tự tin như thế, người ta truyền tải thông điệp liên tục như thế thì chắc chắn là người ta phải có một cái cơ sở nào đấy đúng không ạ? Và cái việc mà người bệnh tin vào những cái quảng cáo tràn lan trên mạng như thế thì có lẽ là cũng sẽ phải đánh đổi rất là nhiều cái hậu quả. Có những cái gì mà đang diễn ra trong thời gian vừa qua thì theo bác sĩ là chúng ta làm cách nào để kiểm soát nó ạ? Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải tự bảo vệ mình thôi. Về phía người bệnh ấy, khi mà chúng ta muốn thử một loại thuốc nào đấy thì chúng ta khi mua một cái sản phẩm nào đấy chúng ta phải biết chính xác là cái nơi bán là như thế nào, chứ không phải là một cái cửa hàng trên mạng ngày hôm nay họ lập ra ngày mai họ lại bỏ đi. Thế chúng ta phải có được cái nhân thân của cái người bán ấy và chúng ta phải đi tìm hiểu cụ thể xem là có thực sự là đúng là người ta là ba đời người ta làm cái thuốc như vậy không. Thế là một, hai là trong ba đời ấy thì là đã cứu được bao nhiêu người và giết chết bao nhiêu người rồi. Thế chúng đôi khi là các cái bài thuốc như thế người ta rất hay khoe là gì, đã chữa khỏi được ông A bà B, nhưng người ta lại giấu tiệt ra là có mấy trăm hay mấy nghìn người chết trong khi đó chỉ có một vài người khỏi. Đấy là cái điều mà nó gọi là một cái sự gọi là đánh cháo về mặt thông tin. Vâng. Tôi được biết rằng là các cái kiểm soát của Bộ Y tế về những cái dán nhãn ở trên thuốc Tây y cũng như là cái quảng cáo với thuốc Tây y thì rất là chặt chẽ. Thế còn với Đông y hoặc là với những cái lời quảng cáo như thế này trên mạng này thì sao ạ? Theo tôi được biết thì những cái này là họ không hề đăng ký, cho nên là họ cứ bán hàng mà đến lúc nào mà không bán được nữa thì họ lại đóng cái cửa hàng ở trên mạng, họ lại mở một cửa hàng khác và họ lại thuê một người khác đứng ra bán quảng cáo. Cho nên là nếu như mà không có, nó là một cái giao dịch dân sự giữa người mua và người bán, và nếu như không có cái sự tố cáo hay là cái sự khiếu nại của cái người tiêu dùng thì các cái cơ quan nhà nước rất khó để mà chạy theo để mà xử lý đối với những cái cửa hàng một ngày nay mở ra ngày mai đóng lại. Nhưng
nhưng mà lại không hề có bất cứ cái dán nhãn nào ghi về hàm lượng rồi là các hoạt chất ở trong đó. Và họ cũng sẽ không đăng ký với một cái cơ quan chức năng nào cả. Vậy thì cái tâm lý của người bệnh ngoài cái việc rằng là chỉ mong muốn là nhanh chóng trị dứt bệnh của mình thì còn cái gì để khiến cho người ta tin tưởng một cách mù quáng thế không ạ? Tôi vẫn nghĩ rằng tất cả nó xuất phát từ một cái, chúng ta có phải nói thẳng, đó là một cái lòng tham. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta bỏ ra một cái chi phí rất nhỏ, chúng ta hy vọng rằng chúng ta bỏ ra một cái công sức rất nhỏ và chúng ta đạt được một cái hiệu quả, một cái kết quả rất lớn. Và trên thực tế thì không có cái điều gì nó trong cuộc đời nó xảy ra được như vậy. Vâng, và anh có cái lời khuyên nào cho những người bệnh sẽ phải sử dụng thuốc trường kỳ như thế không? Vâng, tôi nghĩ rằng với những cái các cái bệnh mãn tính như thế thì kể cả các cái thầy lang từ thời tổ tiên xa xưa của chúng ta cho đến các bác sĩ bây giờ, hoặc là các cái lương y bây giờ, người ta cũng vẫn luôn luôn tìm tòi nghiên cứu, và nếu như có một cái sản phẩm nào mà nó tốt thực sự như vậy thì chắc chắn là họ sẽ đăng ký với nhà nước, họ sẽ thương mại hóa và họ biến nó trở thành một cái sản phẩm bán rất là rộng rãi, được đăng ký rõ ràng rồi. Còn những cái thứ mà không thể đăng ký, không thể bán rộng rãi và chỉ bán chui bán lủi để kiếm lên một số cái đồng tiền nho nhỏ thì chắc chắn không phải là sản phẩm tốt. Vâng, dạ, cảm ơn anh. Và ngoài cái việc là người bệnh sống chung với lũ, sống chung với bệnh tật của mình thì cái việc mà có một cái lối sống lành mạnh, biết ăn uống, tập luyện khoa học phù hợp thì chắc chắn là sẽ có sức khỏe ngày một tốt hơn. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.